Xin chào mọi người hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách móc bé thỏ nha. Các bạn cần màu trắng để móc bé thỏ còn màu đen và vàng mình để móc đồ con ong nếu mọi người không có thì dùng một màu bất kỳ nha. Cần thêm kim khâu và kim móc 3mm. Bé thỏ móc màu khác được nha mọi người. Bây giờ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn nha. Đầu tiên các bạn dùng len màu trắng để móc bé thỏ. Tạo vòng tròn ma thuật với 6 mũi đơn. Các bạn lên một bính để móc vòng 2. Vòng 2 này chúng ta sẽ móc tất cả là mũi tăng và mũi tăng là hai mũi đơn trung chân. Bây giờ các bạn lên một bính để móc vòng 3. Đầu tiên các bạn móc một mũi đơn và chân móc đầu tiên. Tiếp theo là một mũi tăng. Vậy công thức của hàng này là một hai các bạn cứ lặp lại như thế đến hết hàng. Móc xong vòng 3 thì các bạn kên một bính để tiếp tục vòng 4. Sau đó các bạn móc một mũi đơn. Tiếp theo là một mũi tăng. Sau đó là một mũi đơn. Vậy công thức vòng này là 1 2 1 các bạn cứ móc như thế đến hết hàng. Khi móc xong các bạn lên một bính để móc vòng 5. Tiếp đó các bạn móc liên tục 3 mũi đơn và 3 chân đầu tiên. Kế tiếp là một mũi tăng. Vậy công thức của hàng này là 1 1 1 2 các bạn cứ lặp lại như thế đến hết hàng. Móc xong vòng 5 các bạn lên một bính để móc vòng 6. Với vòng này thì chúng ta sẽ nguyên sổ mỗi là 30 mũi. Móc xong vòng 6 các bạn tiếp tục lên một bính để móc vòng 7. Sau đó móc liên tiếp hai mũi đơn vào hai chân đầu tiên. Sau đó là một mũi tăng. Và tiếp theo là hai mũi đơn. Vậy công thức của vòng này là 1 1 2 1 1 các bạn cứ móc như thế đến hết vòng. Móc xong các bạn tiếp tục lên một bính để móc vòng 8. Từ vòng 8 này đến vòng 11 các bạn giữ nguyên số mũi là 36 mũi. Móc xong các bạn tiếp tục lên một bính để móc vòng 12. Các bạn móc liên tiếp 4 mũi đơn và 4 chân đầu tiên. sau đó là một mũi giảm. Vậy công thức của vòng này là 4 mũi đơn một mũi giảm các bạn cứ lặp lại như thế đến hết vòng. Sau khi móc xong các bạn lên một bính để móc vòng 13. Kế tiếp các bạn móc liên tiếp 3 mũi đơn. Sau đó là mũi giảm. Vậy công thức của vòng này là 3 mũi đơn một mũi giảm các bạn cứ móc như thế đến hết hàng. Móc xong các bạn lên một bính để móc vòng 14. Sau đó móc liên tiếp hai mũi đơn. Và tiếp theo là một mũi giảm. Vậy công thức của vòng này là hai mũi đơn một mũi giảm các bạn cứ lặp lại như thế đến hết vòng. Vậy là chúng ta đã móc xong phần đầu và tiếp theo là móc phần thân. Các bạn tạo vòng tròn ma thuật với 6 mũi đơn. Móc xong các bạn lên một bính để móc vòng 2. Sau đó móc một mũi đơn. Tiếp theo là một mũi tăng. Vậy công thức hàng này là một hai các bạn cứ lặp lại như thế đến hết hàng. Khi móc xong vòng 2 thì các bạn lên một bính để móc vòng 3. Từ vòng 3 đến 5 các bạn giữ nguyên số chân mũi là 9 mũi. Khi móc xong một chân thì các bạn cần móc thêm một chân như vậy nữa nha. Các bạn cắt chờ len dài xíu để tí khâu. Tiếp tục các bạn en một bính. Rồi móc liên tiếp 3 mũi đơn. Rồi len 3 bính. Tiếp theo đâm vào cái chân thứ hai móc một mũi đơn. rồi móc liên tục tám mũi đơn vào tám chân tiếp theo móc xong thì lên ba bính rồi đâm vào chân còn lại móc một mũi đơn Kế tiếp móc thêm 5 mũi đơn nữa. Chúng ta đã nối xong phần chân các bạn lên một bính để bắt đầu cho vòng mới. Đầu tiên các bạn móc 3 mũi đơn. Sau đó các bạn móc 3 mũi đơn vào ba chân bính. Và kế tiếp là 9 mũi đơn. Sau đó các bạn tiếp tục móc 3 mũi đơn và 3 chân bính. Thế tiếp các bạn móc 5 mũi đơn vào 5 chân còn lại là xong và từ vòng 8 đến vòng 12 các bạn vẫn giữ nguyên số mũi là 24 chân mũi Sau khi móc xong vòng 12 thì các bạn lên một bính rồi các bạn móc liên tục 4 mũi đơn kế tiếp đó là một mũi giảm. Vậy công thức hàng này là bốn đơn một giảm các bạn cứ móc như thế đến hết hàng. Đến hàng này các bạn giữ nguyên số mũi là 20 mũi. Móc xong các bạn lên một bính để móc vòng mới. Các bạn móc liên tiếp 3 mũi đơn. Kế tiếp là một mũi giảm. Vậy công thức của vòng này là ba đơn một giảm các bạn cứ móc như vậy đến hết vòng. Khi móc xong phần thân như vậy thì các bạn sẽ khâu phần đầy thú lại. Phần này mình thu nhanh xỉu nếu bạn nào không biết thì tôi châm lại nha. Khi các bạn khâu xong thì chúng ta nhét còn vào. Khi nhét còn xong thì các bạn móc thêm một vòng nữa và vòng này các bạn giữ nguyên số mũi. Sau khi móc xong thì các bạn lên một bính rồi rút chặt lại xong cắt một đoạn len dài để khâu. Các bạn nhớ nhét còn cho thật đầy vào. Sau đó các bạn lấy phần đầu và nhét còn vào. Nhét còn xong các bạn khâu phần thân và đầu vào với nhau. Đây là bé thú của chúng ta sau khi khâu và bây giờ chúng ta sẽ móc tay nha. Các bạn lấy len và tạo cho mình vòng tròn ma thuật với 6 mũi đơn. Sau khi móc xong các bạn lên một bính để tiếp tục vòng 2, móc một mũi đơn đầu tiên. Tiếp tục là một mũi tăng. Vậy công thức của vòng này là một đơn một tăng các bạn cứ lặp lại như thế đến hết vòng. Và vòng 3 và vòng 4 kế tiếp các bạn giữ nguyên số mũi là 9 mũi. Sau khi móc xong vòng 4 thì các bạn lên một bính. Tiếp tục móc một mũi đơn. Kế tiếp móc một mũi giảm. Vậy công thức hàng này là một đơn một giảm các bạn cứ lặp lại như thế đến hết hàng. Khi móc xong vòng 5 các bạn lên một bính để móc vòng 6. Và bắt đầu từ vòng 6 đến vòng 8 chúng ta giữ nguyên số mũi. Sau khi móc xong vòng 8 thì các bạn cắt len dài ra xíu để khâu. Và từ giờ các bạn nhìn video nha. Mình tua nhanh xíu để không tốn thời gian của các bạn biết khâu bạn nào không biết thì tua chậm lại hộ mình nha. Đây là thân bé thỏ khi chúng ta khâu xong và bây giờ sẽ đến phần móc tai. Các bạn lấy len và tạo cho mình vòng tròn ma thuật với 6 mũi đơn. Các bạn lên một bính để tiếp tục vòng 2. Và vòng 2 này các bạn móc theo công thức một đơn một tăng cho đến hết hàng nha. Và từ vòng 3 đến vòng 9 các bạn giữ nguyên số mũi là 9 mũi. Sau khi khâu xong các bạn cắt một phần len dài ra để khâu tay nha. Phần này các bạn bó hai phần dưới của tay rồi khâu vô cho nó xinh hơn nha. Mình sẽ tôi nhanh video cho đỡ tốn thời gian của các bạn nếu bạn nào không rõ thì tôi chậm lại nha. Đây là bé thỏ khi chúng ta khâu tay xong và giờ các bạn gắn mắt nha. Sau khi gắn mắt thì chúng ta sẽ đánh má hồng và tai cho bé. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn móc đồ cho bé thỏ nha. Đầu các bạn có thể phối hình này hoặc con này con kia cho xinh hơn. Đầu các bạn dùng một màu len bất kỳ để móc quần nha. Đầu tiên các bạn tạo 15 bính. Sau đó các bạn móc một mũi kép vào chân thứ tư từ trên xuống còn từ dưới lên là chân thứ 12. Móc xong 12 kép thì các bạn lên một bính rút chặt lại và cắt phần len dài xíu để khâu. Các bạn khâu cho hai phần dính lại với nhau. Sau khi khâu xong một ống quần thì các bạn cần móc thêm một ống quần như vậy nữa. Sau đó các bạn đâm vào một chân bất kỳ rồi lên cho mình hai bính. Phần này mình móc ông nên đổi màu còn các bạn móc màu gì thì giữ nguyên nha. Các bạn móc liên tục 6 mũi kéo vào 6 chân đầu tiên. Đến khúc này thì các bạn nối phần còn lại vào. Sau khi nối vào các bạn tiếp tục ốc thêm 11 mũi kép. khi móc xong mười một kép thì các bạn mối qua phần còn lại nối xong các bạn móc năm mũi kép nữa là hết vòng Đến khúc này mình đổi len do mình móc ong còn các bạn móc bình thường nha. Tiếp tục len hai bình sau đó các bạn móc vào tất cả các chân bằng mũi kép. Sau khi móc xong các bạn cắt len và bây giờ bắt đầu móc yếm. Các bạn đem phần quần này đo vào bé và lấy 8 chân ở giữa sau đó đâm vào một phần đầu một bên kéo len qua. Kéo lên qua các bạn lên hai bình sau đó móc 8 mũi kép. Đến đây các bạn móc giống mình thì đổi màu len còn không thì to y nha. Khi đổi xong các bạn quay mặt lại và lên cho mình hai bính và tiếp tục móc 8 mũi kép. Sau khi móc xong 8 kép thì các bạn lên bày bính. Móc xong các bạn cắt một đoạn len dài. Và mặt bên kia các bạn móc y vậy luôn nha. sau khi móc xong chúng ta sẽ nối hai bên các bạn xem video hộ mình nha Bây giờ chúng ta mặc thử cho bé. Nhìn cũng xinh ha, bây giờ chúng ta sẽ móc nón. Đầu tiên các bạn dùng len tạo vòng tròn ma thuật với 12 mũi nửa kép. Móc xong các bạn lên hai bính. Kế tiếp móc 3 mũi kép. Móc xong các bạn lên cho mình 8 bính. Sau đó các bạn bỏ một chân và đâm vào chân kế tiếp móc một mũi kép. Ốc xong các bạn móc thêm 4 mũi kép nữa. Khi móc xong các bạn lên tạm bính. Tiếp tục các bạn bỏ một chân mũi rồi đâm vào chân kế tiếp móc một mũi kép. Rồi móc thêm một mũi kép là xong vòng 2. Móc xong các bạn lên một bính và móc 3 mũi đơn. Khi móc xong 3 mũi đơn thì các bạn móc vào lỗ trồng 8 mũi đơn và phần còn lại làm y vậy và tổng số mũi vòng này là 26 mũi đơn. Sau khi móc xong thì các bạn lên một bính để móc cho vòng mới và vòng này các bạn giữ nguyên số mũi nha. Các bạn lên một bính để tiếp tục móc vòng mới. Móc một mũi đơn vào chân đầu tiên. Tiếp theo là một mũi tăng. Vậy công thức hàng này là một đơn một tăng các bạn cứ móc như thế đến hết hàng. Móc xong các bạn tiếp tục lên một bính để móc cho vòng mới. Và vòng này các bạn móc tất cả bằng mũi tăng nha. Vậy là chúng ta đã móc xong nón rồi bây giờ sẽ móc phần dây nha. Các bạn đâm vào phần giữa của phần 8 mũi bính hồi nãy chúng ta móc á à sau đó kéo len qua. Kéo qua xong các bạn móc tầm 20 bính hoặc dài hơn nha độ dài tùy ý các bạn. Móc xong các bạn cắt len và rút chặt lại và bên kia các bạn vẫn làm y vậy vậy là xong chiếc nón cho bé thỏ rồi bây giờ các bạn đội vào thôi Các bạn có thể móc thêm cánh vào túi cho bé để trông xinh hơn nha. Và các bạn nhớ khâu thêm mũi cho bé nha mình quên anh mình xó di hu hu. Mình chúc các bạn làm thành công nha và mình có thể sẽ làm phần 2 để giới thiệu vài ý tưởng về đồ của bé thỏ nha.